share. Ok, cảm ơn Yến đã tham gia chương trình. Và các bạn ơi, các bạn đang xem cái tập hôm nay thì nếu mà yêu thích Yến Tattoo á thì hãy share cái đường link này nhé. Và hãy tag 5 tên người bạn thân của mình, những người cũng yêu quý chương trình hoặc là những người chưa biết được đến chương trình Ok Lên Xe. Và sau 24 tiếng, nếu như các bạn có được cái lượng like cao nhất và chúng tôi sẽ liên lạc và gửi món quà từ Yến Tattoo đến cho các bạn. Đây chính là phần quà của Yến. Ok, anh đoán anh thử bên ngoài đi. Đây là một cái túi đeo hợp cho phụ nữ. Mà nếu như bạn trai thắng, bạn trai có thể dùng để tặng cho bạn nữ. Đúng. Tặng cho chị, cho người thân cũng được. Bây giờ anh sẽ không có mở ra để cho các bạn bất ngờ anh nhé. Anh phải sờ chất da, anh phải cảm nhận chất da của nó. Chất da, Ủa anh, cái này anh tả hơi quá rồi đấy. Đây là một cái chất liệu da, bằng da sẽ rất là bền. Còn cụ thể là nó như thế nào thì các bạn hãy mang nó về, rinh nó về và tự xem nhé. Ok, cho anh mừng rồi. Đây. Wow. Rất là chi tiết. Ok.